cô ta chưa chết. Chưa chết đâu mà, đánh chết đi. Đụng xe kìa. Sao rồi? Không phải thế chứ. Nào cài cửa đi, cứu người quan trọng. Mở được cái gì? Tái xe đạp hả? Không biết có bị gì không nữa. Cũng may là không sao, vẫn còn đi được. Không sao đâu, té nhẹ thôi mà. Cẩn thận nhé. Anh là ai vậy? Muốn ăn trộm đồ hả? Nhìn cái gì chứ? Chưa thấy máy tính bảng nào hiện đại gì sao? Ý tôi không phải vậy. Tôi rất thích ngôi nhà này nên muốn vào tham quan. Anh tưởng ở đây là vườn sở thú hay sao mà tham quan chứ? Ý tôi không phải vậy. Tôi, vợ và người tình của tôi làm chuyến đi bụi bằng xe đạp đến Malaysia. Tôi là nghệ sĩ âm nhạc, tôi làm sáng tác. Tôi cũng làm về mảng sáng tác, viết tiểu thuyết. Vậy hả? Vậy tôi vào đây, ở được không? Không được. Anh yên tâm đi, tôi có một mình thôi mà, không làm ồn đâu. Lúc nãy anh nói là đi với vợ và người tình. Giờ nó là một mình sao? Ngươi là người tình của tôi vậy? Còn đây là vợ. Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Điện thoại hả? Phải. 0129 1327 7. Đóng trước 3 tháng, cọc 3 tháng. Không được giặt quần áo, không được hút thuốc. Không được đưa con gái về nhà. Alo, tôi phát hiện một cái xác nổi ở sông. Qua bên đó kiểm tra đi, đưa xem nào. Đưa xem, có phát hiện gì không?
Anh quen biết với nạn nhân hả? Có thể nói là quen nhưng mà cũng có thể là không quen. Vậy là quen hay không quen? Tôi nghĩ là không quen. Anh suy nghĩ cho kỹ. Hai cậu cũng giả tội nặng lắm. Không phải, tôi đã gặp nạn nhân trong mơ. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không quen biết người đó. Anh không quen nhưng lại làm mơ. Thấy anh ta sao? Tôi cũng không biết là sao nữa. Anh có muốn biết là sao không? Anh biết tại sao hả? Tôi không biết tại sao nữa. Nếu anh muốn biết thì tôi có thể giúp cho anh điều tra. Để xem lý do là gì? Chẳng phải anh cần điều tra tại sao anh ta chết hả? Đã chết rồi điều tra làm gì nữa? Anh không phải là cảnh sát hả? Tôi nói là cảnh sát khi nào? Tránh ra. Anh gọi cho Mã Đã hả? Là sao? Mã Đã là cảnh sát. Phải, tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh phát hiện xác chết bằng cách nào? Anh ta nói là nằm mơ thấy. Tôi quả thật là nằm mơ thấy anh ta ở con sông. Tôi không nói dối đâu. Nằm mơ hả? Nè, đừng có giỡn nữa. Nếu không thì tôi sẽ lôi anh về Mã Đã Liễu đó. Mã Đã Liễu là cục cảnh sát chứ gì? Nè, là gì vậy hả? Là gì vậy? Là gì vậy? Không thế nào? Bình tĩnh đi, đừng đừng mà, đừng. Đừng vậy mà. Tôi không biết nữa. Nào, giữ một tay đi, chứ tôi đi nào. Đừng có đánh nữa. Có chuyện gì vậy? Nè, khoan đã. Có chuyện gì thế? Tôi không biết. Lúc nào tôi chụp hình ở đây thì bọn họ qua đánh tôi rồi. Nào cứ bình tĩnh đi. Các người làm gì vậy? Khoan đã. Nè, từ từ. Bọn họ từ Hồng Kông đến. Từ Hồng Kông đến. Không biết quy tắc của chúng ta, cứ để họ đi đi. Anh lợi hại thật đó. Hay thật. Các người đang chụp hình gì vậy? Để nổi mấy người dân rồi đánh gì hả? Chơi quỳ chết à? Cái gì mà chơi quỳ chết? Tôi chỉ tạo dáng trước cái xác chết, chụp kỳ tắm thôi mà. Hay chi? Người dân ở đây kể chuyện chụp hình trước mặt xác chết. Như vậy thì bất kính với họ. Chào chút. Sao anh lại biết tiếng Malaysia vậy? Lạ lắm sao? Tôi là Hoa Kiều ở đây mà. Các người dù sao cũng là đất lạ quê người. Có chuyện gì từ từ tìm tôi. Nhìn thấy của tôi đi. Anh là luật sư hả? Giỏi vậy. Giỏi hơn luật sư nữa. Đằng sau kia, Diệp Trí Diễn, thám tử riêng hả? Anh là thám tử riêng. Nói một cách nghiêm khắc thì không thể nào gọi là thám tử riêng được. Vậy là gì? Là thần thám. Thần thám giỏi dùng não, không giỏi dùng tay chân. Anh ta là thần thám sao? Nào, mời vào xem. Chỗ này được quá, rộng thật. Mau chụp em đi, được. Nhà này đẹp quá. Để chúng tôi ở đây được sao? Không sao đâu, chúng ta cùng đến từ Hồng Kông mà. Cảm ơn. Cái gì vậy? Các người là ai? Tôi mới gặp bọn họ ở con sông. Mấy khách sạn ở gần đây hết phòng rồi. Bọn họ không có chỗ để ở, cho nên tôi dẫn họ về đây. Nè, anh ta làm mẫu cái gì vậy? Chữ thề hả? Không có. Không có sao? Ừ. Nhưng gì? Không, không có. Chúng tôi chỉ muốn thuê phòng. Không được. Giúp chúng tôi đi mà. Chúng tôi không tìm được chỗ ở. Vậy thì liên quan đến tôi chứ. Thế này, tôi là nhiếp ảnh gia, cô ấy là người mẫu. Chúng tôi cảm thấy thích ngôi nhà này. Tôi muốn anh lại chụp hình thôi. Cùng lắm chúng tôi trả thêm tiền thuê phòng vậy. Khi đã ai nói gì vậy? Tôi là nhiếp ảnh gia, cô ấy là người mẫu. Chúng tôi cảm thấy ý tôi là hai câu cuối. Trả thêm tiền phòng. Điện thoại của anh số mấy? 6437 Cộng trước 3 tháng. Trả trước 3 tháng. Không được giặt quần áo, không được hút thuốc, không được nấu cơm, không được làm tin.
lại là biểu cảm như vậy nữa. Em có thể cho anh biểu cảm sợ hãi chân thật một chút được không? Có được không nào? Anh biết anh ở đằng sau chụp em thì sao em sợ được? Anh có cách. Đàn ông thích nghe đàn bà kêu la, vậy thì tặng thêm cho anh mấy tiếng kêu. Sợ quá, sợ quá. Sao cái quần áo nhanh vậy? Sợ quá đi. Đừng mà, đừng đuổi theo tôi. Sao anh ta lại ốm nhiều vậy? Không có nhịp tim. Cương thi thật kìa. Đừng có giỡn nữa. Có cương thi kìa. Anh ta không có nhịp tim. Đừng có theo tôi mà. Đừng theo tôi. Anh ơi, anh ơi, cô ơi, không cần đâu, tôi không thích. Anh ơi, cô ơi, lúc nãy tôi đã nói là không cần đâu. Phiền cô đóng cửa giúp tôi đi. Đừng, đừng có phá tôi mà. Hủy thật. Cương Thi mà cũng có điện thoại sao? Anh là ai? Thì ra là anh hả? Sao anh không có nhịp tim vậy? Cái gì mà không có nhịp tim? Tôi từng để cái iPad ở trước ngực mà. Tôi cũng không biết cô nghe cái gì vậy. Này chào đã. Anh không bị câm sao? Anh nói tôi câm chứ. Tôi chỉ là sử dụng iPhone, iPad nhiều thôi. Nếu con thích nói chuyện, anh có bệnh không vậy? Ai mặc như vậy? Chạy ra dọa người ta, anh muốn làm gì? Như vậy mà cũng gọi là bệnh sao? Vậy thì hai người là gì? Tôi thấy hai người chơi vui quá nên chơi chung luôn không được sao? Đã không nổi luôn rồi. Này, anh là Cương Thi, má không đầu là anh. Vậy bà già đó là ai vậy? Bà già nào? Tôi ở đây. Ở đâu bay ra một bà già vậy? Ai thế? Tôi nói bà ta đó. Bà già thôi mà, sợ gì chứ? Phải đó. Bà ơi, bà là ai vậy? Ta là bà Long. Muốn chạy hả?
Anh cũng có trên là ba không đầu hả? Sao lại có hai cái đầu vậy? Mấy chuyện đêm nay chưa ai sợ được ta cả. Nghĩ muốn chết hả? Đi hồng chạy nhé. Sợ quá. Có phải không vậy? Sợ chết khiếp luôn. Nào đi thôi, máu lên. Giờ làm sao đi? Không được đi. Các người con thấy ta đang thấy một ta chơi hả? Không chịu được 4 vòng thì đừng hòng đi được. Sao dừng lại vậy? Sao không ra bài? Nếu ta không thắng thì ta sẽ mất tất cả các người. Lúc nào bài cũng rác hết. Đánh đại gì? Rước bài đi. Xù dưỡng gì? Không lấy. Nhất đồng xuống qua xá luôn rồi. Không lấy. Người muốn lấy hả? Không không không, ta đang chờ thất tiên. Vậy mà cũng không thắng. An toàn rồi. Rút toàn mấy bài rác. Giấy này không tính. Không tính thì không tính. Chị đang mới không? Không tính. Không tính không tính. Cả đời chưa bao giờ ăn được thập tam yêu. Giá chi mình được thắng một gián. Giờ gì? Chưa thấy bài đẹp hả? Đánh đi. Đừng giỡn trò nữa nhé. Không không, tôi hơi mệt rồi. Xin lỗi, chưa điện thoại rung. Alo, mà nói không mượn tiền mà. Đừng chơi ăn gian nhé. Các người đừng tưởng ta không biết mấy thứ công nghệ này. Các người có đánh bài ra, ta cũng không lấy đâu. Đang giờ thập tam phi, mình không tin là không tự rút bài được. Rút bài đi. Rút đi. Nhất đồng. Nhất đồng kia. Không cần. Tôi ra cứu điều. Không cần. Vậy thì cần cứu dạng đúng không? Không cần. Cứu điều. Không cần. Bạch vàng. Không cần. Đông. Không cần. Bạch vàng kia. Không cần. Đến lượt bà rút bài kìa. Lại bày rác nữa. Tôi có cửu dạng nè. Thắng rồi. Thắng tập bao nhiêu luôn rồi. Này, sao lại làm thằng tâm yêu chứ? Thằng tâm yêu của ta đâu? Vậy làm sao đi? Cô tỏi đâu rồi? Kinh thánh đâu? Không có. Có gì có thể trừ tà được không? Có. Nước đá đồng tử. 20 năm trước thì có. Năm ngoái tôi đã bị xé tan rồi. Cứu tôi với. Hồng Trung. Hồng Trung có tác dụng. Hồng Trung. Có Hồng Trung không?
Có rồi, tam thần hợp nhất. Bảo nhiên là sai được. Đỡ đi. Chết đi. Đáng đời. Đáng đời. Đi chết đi. Còn thảm hơn là xuống 18 tầng địa ngục nữa. Khó chịu quá. Kẻ đến là ai vậy? Là ai? Là ai? Cái thằng hư đốn này lại đem nhà ta cho người khác thuê. Hết cách rồi. Cần đây tôi không nghĩ ra được gì, không nhận được tiền dịch nên cần tiền sai. Cậu chết đi. Có người chết mà, lúc nãy tôi gặp ma đó. Cần đừng chuyển đề tài nữa. Ông ta là ai vậy? Đã trả tiền là xong rồi. Thật là các người cho vui đi. Cảm ơn. Bà đã mấy trăm tuổi rồi, vậy mà còn điên với mấy thằng nhóc đó. Còn cái mặt của bà kìa, tặng cho bà đó. Anh ơi. Là cô hả? Phòng này của tôi mà. Cô về đây làm gì? Phòng này là của tôi mà. Có phải không vậy? Sao lại đưa phòng tôi cho người khác thuê? Cô có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Phải rồi. Sao lúc sáng không thấy anh hả? Lúc tối tôi cũng không thấy cô. Thường thì buổi tối tôi mới xuất hiện. Thật ra tôi là... Thôi được rồi. Không cần nói nữa. Tôi biết rồi. Anh biết sao? Chắc cái tay mặt của cô là biết rồi. Vậy mà anh cũng nhận ra hả? Được chứ, chuyện cô làm không thể làm ra sáng được, đúng không? Vậy là quá tốt rồi. Tốt quá. Tôi còn suy nghĩ không biết phải nói thế nào với anh nữa. Không sao, tôi biết làm người của cô cũng rất khó nói, mở miệng ra nói với người khác. Tôi làm nghề gì anh cũng biết hả? Tôi biết. Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi. Đầu của tôi rất dễ nứt lìa. Anh không sao chứ? Cô cút đi. Anh ta trông hiền lành. Quá ra là thoáng đến nhỉ. Ba chữ thôi. Dầm 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 dầm. Hình như là năm chữ. Hai người dừng lại trước đi. Tôi muốn nói là nếu như là đường gái lên phòng, từ đây phòng sẽ là gấp đôi. Nhưng mà khoan đã. Anh không bị câm mà. Anh nói tôi câm chứ. Này, anh đừng đổi chủ đề nữa. Anh xấu đó. Anh là chúng tôi không coi đi. Rồi gọi đàn gái đến đây sao? Tôi không phải là gái mà là ma. Ma hả? Ma là gì mà đẹp vậy? Đẹp hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi là ma thật đó. Cô ta là ma thật đó. Anh đùa tôi hả? Ma thì làm sao giống vậy được? Làm tóc trang điểm, cả thoa son nữa. Là ăn mặc quyến rũ. Vì lúc tôi chết là vậy mà. Tôi cũng đâu muốn. Tôi hiểu rồi. Chắc là cô ta chết khi đang tiếp khách. Làm gái thật khổ. Tôi đã nói là không phải là gái rồi. Giờ tin chưa nào? Tin rồi sao lại không tin được chứ? Đã tin rồi chứ hả? Biết rồi. Thật ra là tôi không muốn gặp các người đâu. 30 năm trước tôi chết ở căn nhà này. Nhưng quan hồn không tan, không thể rời khỏi đây, không thể hại ai cả. Cô chết ở đây sao? Tôi tên là Trần Tiểu Điệp.
vốn là người Hồng Kông. Tôi là một hồn linh rất nổi tiếng trong giới họ Quảng. Có một lần đoàn hát chúng tôi đến Malaysia biểu diễn. Ai ngờ trên đường về khách sạn thì bị ba người bắt về đây, sau đó bị giết. Thì sao cô chết ở nơi đất khách quê người sao? Đợi đã, cô nói là bị ba người bắt. Vậy có bị họ làm nhục không? Làm nhục hả? Phải nói là bị cưỡng hiếp đó. Làm gì mà gọi là cưỡng hiếp? Ba người là luân phiên cưỡng hiếp. Cái gì mà là ba người? Các người có còn là người không vậy? Người ta thảm thế này mà còn nói vậy sao? Vậy cô có thấy mặt của ba người đó không? Vì tôi không biết nhận ra họ, không biết mặt họ, cho nên bao năm nay không được giải quan, đầu thai làm người. Các anh có thể giúp tôi không? Thì sao cô đã chết được 30 năm rồi sao? Vậy giờ nếu như muốn tìm họ thì mặt mũi bọn họ đã khác rồi. Phải tìm làm sao đi? Hai người đi đâu vậy hả? Đi đâu chứ? Anh đi vệ sinh thôi. Anh đi đâu? Tôi sẽ bao đi vệ sinh. Nè, các anh nghe Tiểu Điệp nói cần giúp đỡ thì liền bỏ chạy sao? Cô yên tâm đi, cho dù họ không giúp cô thì tôi giúp cô. Chỗ này vừa cũ vừa xuống cấp, anh ta làm được đó? Không biết nữa, dù sao cũng là người qua, ra ngõ nhờ bạn bè mà. Chỗ này là công ty thám tử riêng. Không sai. Tay con có đau không gì? Lần sau anh gõ cửa, đừng có mạnh quá nhé. Anh làm hư cửa thì phải đền đó. Chỗ này là bãi rác hay là công ty thám tử riêng vậy? Nhiều giải thưởng quá. Là quanh hết đó hả? Tôi hay có giải thưởng công dân tốt lắm, vừa đến nỗi không có chỗ để nữa. Anh hay thật. Hay gì chứ? Giúp được người khác là phúc phần của tôi rồi. Anh không cần sợ tôi. Khi nãy tôi nói đùa với anh thôi. Nếu anh làm hư cửa tôi cũng không bắt định anh đâu. Đây là hình lúc anh được nhận giải sao? 17 tuổi là tôi ở đây lấy giải thưởng công dân tốt rồi. Thấy không nào? Bọn tay ra cho tôi đó. Có thể giúp gì chỗ anh nào? Chúng tôi gặp một ma nữ, muốn anh giải quan giúp cô ấy. Chờ đã, ma nữ hả? Phải, tên quái là Trần Tiểu Điệp, hồng linh của đoàn hát Hồ Quảng. 30 năm trước bị người ta giết ở đây. Phải. Chào chút. Ý quên là bảo tôi giúp cô ma nữ đó sao? Xin lỗi nha, tôi không giúp được đâu. Có người đi đi. Tại sao vậy? Không phải chứ. Tại sao vậy? Thứ nhất, chỗ tôi là phục vụ cho người dân, còn bắt phục vụ cho ma. Thứ hai, tôi nhận tiền chứ không phải là giấy cúng. Thứ ba là cũng là điều quan trọng nhất, tôi không tin trên đời này có ma. Có ma, có ma thật mà. Có ma thật mà. Có ma thật đó. Đừng phí thời gian của tôi nữa. Có ma mà, tận mắt tôi thấy đó. Các người nói nhiều nữa. Anh đi mà xem đi. Anh đến xem đi nào. Nào, chạy đi. Nói thật đó. Đi đi. Anh tin chúng tôi chứ. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Cô cứ không chịu lên đường và muốn tìm người đã giết mình. Không tìm thấy hắn, tôi chết không nhắm mắt. Bao năm qua rồi, cô vẫn không buông bỏ được. Tôi chết không rõ ràng như vậy, tôi không cam lòng. Hơn nữa, hắn ta cũng đã hại chết cả Tường. Bà Long, bà giờ có thể đầu thai. Đầu thai, đầu thai. Nếu như không nhờ tôi báo mộng cho người khác biết thì đến giờ anh vẫn còn dưới đáy sông đó. Tôi biết rồi, biết rồi. Tại
Sao rồi? Có tin gì không? Nào, theo tôi đi. Tôi dẫn mọi người đến một nơi. Theo cô ấy đi. Tôi ở đây đã lâu, cũng không biết có nơi thế này. Đây là nhà kho để đựng mấy thứ linh tinh. Chúng ta đi xung quanh kiểm tra gì. Đẹp quá. Thật vô dụng. Điểm năng. Hai tên bại não, buồn cơ chết được. Chỗ này có một tấm ảnh cũ. Xem nè, bối cảnh tấm hình này ở 30 năm trước, khi tôi đến Malaysia. Đằng sau có chữ Sơn Dương, Quả Kê, Tiểu Trưng. Cô quen họ hả? Năm đó tôi có rất nhiều fan nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng ngày tháng này là ngày tôi bị hại. Vậy nếu tìm được họ thì sẽ tìm ra manh mối. Anh điên hả? Tìm làm sao đi? 30 năm trước mà, giờ ai cũng già rồi, mặt đâu còn giống trước được. Tôi có cách. Chuyện này cứ giao tôi đi. Là sao? Tức là mọi người cùng đi tìm, nhớ hướng dẫn. Được, giờ tôi giúp giữ điệp, điều tra hung thủ thật sự. Xuất phát. Các người làm gì vậy? Sếp bạn gặp được anh may quá. Chúng tôi sẽ tìm kẻ giết Trần Tiểu Điệp. Trần Tiểu Điệp hả? Sếp bạn, chuyện này rất ly kỳ. 30 năm trước, cô Trần Tiểu Điệp này bị người ta giết ở Malaysia. Đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Còn chuyện này hả? Anh xem, ngày tháng trên tấm hình là ngày Trần Tiểu Điệp bị hại. Cho nên chúng tôi muốn giúp cô ta xem có manh mối gì không. Cái gì? Các người định nói là chỉ bằng tấm hình này thì các người nghi ngờ ba tên này là kẻ giết người sao? Chuyện này thì không rõ, nhưng Trần Tiểu Điệp nói là có ba người giết cô ấy. Ở đây cũng có ba người. Trần Tiểu Điệp nói sao? 30 năm trước cô ta đã chết rồi, thì sao nói được? Là hồn ma của cô ấy nói. Ma hả? Đừng nói là anh là nằm mơ nữa. Không phải nằm mơ, nhưng hồn ma của cô ấy xuất hiện trước mặt chúng tôi thật mà. Này, lần trước anh nói nằm mơ, giờ anh nói là hồn ma. Anh muốn tôi lập nó sao? Không phải mà sếp. Đúng rồi, tôi cảnh cáo các người. Nếu quậy nữa thì tôi hút các người như đồng đó. Cứ thích sao vậy? Thật ra tôi mệt quá. Hay là ta về nhà trước đi. Tôi đau đầu quá. Nè, thanh niên trai tráng ở chút thang mệt là sao? Tối qua chắc là làm việc nhiều lắm hả? Không phải, tôi cũng không muốn. Hay là anh đi cùng tôi đi. Không sao, dù sao cũng không điều tra được gì. Ta về thôi. Được rồi. Nè đi. Chẳng lẽ lần này không ai có thể giúp tôi sao? Cho dù thám trưởng không giúp cô, tôi cũng sẽ giúp cô. Nói không chừng tên hung thủ đã rời khỏi Malaysia từ lâu rồi. Cho dù thế nào cũng không tìm được, nhưng cũng không có nghĩa là hung thủ có thể tự do ngoài nhà pháp luật được. Tôi tin đời này có công lý. Nếu như có công lý thì tại sao tôi lại chết oan uổng vậy chứ? Anh biết, không phải là chúng ta không muốn tìm, mà là không biết phải tìm thế nào. Tôi biết phải làm thế nào. Bắt cách nào hả? Chúng ta có thể cầu cơ. Không có động tĩnh gì hết vậy?
lên mạng cũng cần vài thời gian chứ. Cử động kìa. À đừng đẩy nữa mà. Không có. Cô đẩy phải không? Không. Này, tôi đã bảo đừng có đẩy tôi mà. Không có. Hai người phải tôn trọng chị Điệp Tiên chứ. Làm lại đi. Lần này là anh phải không? Đại bảo còn bảo tôi rồi mà. Làm gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Ôi trời ơi, có điều tin thật rồi. Không phải chứ, sao điên vậy? Tin nè, đừng có phá nữa. Cút đi. Muốn tìm Sơn Dương thì đi thì La Sai. Thì La Sai ở đâu? Em hỏi anh thì anh hỏi ai đi? Hỏi người dẫn đường. Chờ chút đã. Gì vậy? Nghiêu đâu? Anh ta rất kỳ lạ. Lát nữa sẽ xuất hiện thôi. Đi nào. Hình như là ở đây. Vậy hả? Ổn không vậy được? Sao đến sớm vậy? À đúng là kỳ lạ. Ừ, kể tôi đi. Nói cho anh biết đây chính là Thị La Sai trong truyền thuyết. Này chờ đã. Ở đây là Thị La Sai hả? Vậy tức là chúng ta có thể giúp Tiểu Điệp điều tra vụ án. Đi thôi. Cẩn thận trơn lắm đó. Biết rồi. Vô dụng quá. Còn cười nữa hả? Anh đi trước đi. Sợ lắm hả? Đứng lên đi. Không sao chứ. Đùa thôi mà. Dễ dọa vậy sao? Chúng ta chơi quá đà rồi phải không nào? Không phải chứ, chuột kia. Chuột kia. Chuột. Bình tĩnh. Để tôi gọi điện thoại. Có kỳ thám tử riêng truy diễn. Cái gì? Chết người hả? Hả? Sao? Báo cảnh sát đi. Đây là mấy người à? Các người định nói là ma giết người hả? Đúng rồi, thống trưởng. Tôi cho anh biết, đừng sợ lắm. Tôi thấy ma, đúng rồi. Các người này quen với anh. Anh giải quyết đi, nếu không tôi sẽ giải quyết anh. Được. Các người nghe chưa nào? Làm ơn đừng gây chuyện nữa. Tôi không giúp được đâu. Vậy người đeo cổ là ai vậy? Tên anh ta là Dương Nhân Chính. Biệt danh là Sơn Dương. Sơn Dương. Sơn Dương chết rồi hả? Nghe nói anh ta mê cờ bạc,
thiếu nợ rất nhiều. Hết đường rồi nên theo cổ tự tử. Qua đi, nói thật, tôi không tham gia nữa đâu. Anh muốn từ bỏ sao? Tôi có ngờ lại có người chết đâu. Đừng nói tôi vào nữa. Nếu tôi không tham gia nữa, vậy chúng ta thế nào? Xin lỗi, tôi nghĩ hai chúng tôi sẽ không tham gia nữa đi thôi. Này các người bỏ đi. Bỏ đi, bọn họ không muốn giúp. Tôi cũng không trách họ. Sơn Dương đã chết rồi. Tôi cũng bỏ đi. Chỉ còn mình tôi cũng không biết giúp cô thế nào nữa. Nếu anh còn muốn giúp tôi thì anh có thể đưa tôi vào rừng để tôi kiểm tra. Nhưng cô không thể nào rời khỏi căn nhà đi. Nếu có chuyện gì, xin anh giúp tôi một lần. Hình như tôi đã từng đến đây. Sao? Vậy cô nhớ xem có phải là đã từng ở đây không? Năm đó tôi chết tại đây. Vậy tôi đi kiểm tra xung quanh. Phần này hình như là của tôi. Vậy cô nghĩ kỹ xem. Thì ra kẻ giết cô chính là ba đứa họ. Nhưng rõ ràng tôi còn ở đây. Tại sao lại không còn bộ xương? Chắc là có người đã đến trước cô một bước rồi. Để bộ xương đi rồi. Tại sao họ làm vậy chứ? Bọn họ muốn thủ tiêu chứng cứ. Kẻ mà lấy bộ xương của cô chính là người đã giết Sơn Dương. Cô sao vậy? Cô không sao chứ? Trời sắp sáng rồi. Cô không sao chứ? Chịu nổi không? Được. Do tôi hết. Tôi không nên để cho cô rời khỏi căn nhà đó. Là tôi muốn đến đây. Cô liên quan đến anh đâu. Cần sao tôi phải cảm ơn anh giúp tôi mới đúng chứ. Nhưng điều tra lâu vậy rồi mà không tìm được gì hết. Anh giúp tôi vậy tôi thấy vui rồi. Sao cô nói vậy? Có thể mặt của anh rất giống sư huynh tôi năm đó. Tên cô ấy là Tường. Anh ấy lúc nào cũng tốt với tôi. Năm đó khi tôi gặp nạn, anh ấy không chịu nổi cú sốc này. Và sau đó thì anh ấy tự sát chết. Báo công. Báo công à, ăn mấy miếng à, tiết kiệm gì? Ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, để được định sẵn. Quan trọng là ăn vui vẻ, mấy chuyện khác có gì đâu. Không cần tiết kiệm thế đâu. Căn nhà của ông bán ra mấy lần. Mấy người mua nếu không bị tai nạn thì chết một cách bí ẩn. Căn nhà đó ghê quá. Ai muốn nói gì? Nó là căn nhà của ông ghê quá. Ai mà dám mở chứ? Phải, nhà tôi có ma. Thế thì sao nào? Phải, có phải là cho anh ở đâu? Thôi khỏi, đợi tôi thỉnh cao tăng đến. Đưa bọn cô hồn và quỷ đi. Đợi chính phủ quy hoạch, rồi kiếm được mấy chục triệu đô, coi như cả đời khỏi làm. Tôi đã hứa với anh Tương sẽ không bán. Bán ra rồi thì cũng phải bỏ dỡ bỏ thôi. Đến lúc đó thì sao tôi có thể là thiếu đón khách được? Mấy người bạn già sẽ phải ở đâu đây? Ông suy nghĩ đi. Có lợi cho ông đó. Lợi cho anh thì có. Làm gì có món hời gì. Mấy ông phong thủy gặp anh đó. Người ta cũng có nói đừng ham của rẻ mà. Không phải đâu. Này đi đi, có phải không vậy?
Đi đi, cút đi. Lâu rồi, con cho xích đu. Lúc trước sư huynh hay đưa tôi đến đây. Anh có tâm sự hả? Không có. Nhớ bạn gái sao? Thì ra tôi đã hiểu lầm cô ấy. Khi tôi phát hiện ra, cho dù tôi hối hận thế nào cũng đã muộn. Tuy rằng sau này chúng tôi không ở bên nhau, nhưng biết anh cũng như thiết sư huynh của tôi. Cho nên tôi hy vọng khi anh thấy tấm hình này thì cũng sẽ thấy bạn gái của anh giống như tôi. Sao hả? Đã nói rồi mà. Hai thế giới âm dương nước sông không phạm đất giếng. Ông cũng hề xuống tìm tôi mà. Tôi thì khác. Tôi là người làm gì cũng được, mà là ba làm gì cũng không tiện. Cái cô tiểu điệp của bà, cô ấy thường hay lên đây. Vậy đi chung với anh chàng nghệ sĩ, bà phải trông chừng cô ấy chứ. Tôi đã biết rồi. Bà trong chừng quay cẩn thận vẫn hơn. Còn giờ ông nhắc chứ, nếu không thì sao? Tôi có lý do để tìm bà. Ông tưởng tôi muốn gặp ông lắm sao? Nếu bà không muốn gặp tôi, sao bà cứ cầm cái bát kiến tôi tặng bà? Tôi thấy dù sao cũng có, không có dùng thì tiếc quá. Để thử xem có đẹp không. Ai vậy? Người nhà ma trò chuyện hợp vậy sao? Đi thôi. Qua xem nè. Có kịch hay đi. Cái gì vậy? Già chỉ theo kiểu già, trẻ chỉ theo kiểu trẻ. Thế giới gì thế? Người nhà ma có thể ôm nhau sao? Tôi có tưởng anh tái cá ma hả? Nói gì kỳ thế? Cô ấy vào tôi nói vài câu như quẩy thôi. Nói vài câu sao tôi không tin đâu, có thật không? Phải làm gì mà trùng hợp vậy? Phải đó. Giờ không phải lúc anh nói đâu. Nhưng những nơi là anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Hỏi đi. Tôi muốn hỏi anh cảm giác làm tình với ma thế nào? Phê lắm phải không? Dân, dân cái đầu của anh đó. Anh làm gì vậy? Tôi mặc kệ các người. Nè, anh là bạn trai của tiểu điệp sao? Hả? Người trong hình là anh. Người trong hình là bạn trai của tiểu điệp. Sao anh ta giống anh vậy? Vậy anh là bạn trai của tiểu điệp sao? Người trong hình tên là Tường, đã chết lâu rồi. Chà, đã về bạn gái của anh đâu? Bạn gái của tôi cũng đã chết lâu rồi. Chết lâu rồi hả? Tiểu điệp cũng chết lâu rồi. Phải. Vậy anh là bạn trai của tiểu điệp hả? Tường à, xin chào. Xin chào. Anh ta không có bóng. Ba đó.
Tại sao nói anh ta là ba chứ? Tôi không biết. Đơn giản như lúc nãy, tôi không thấy bóng anh ta ở trong gương. Anh ta không phải là ba. Chẳng lẽ tôi là ba sao? Không phải chứ. Suốt cuộc là sao? Tôi nghĩ là anh ta không hề biết mình chết. Anh ta nhất định là bọn đầu tư điệp rồi. Cho nên hồn ma của anh ta mới về lại căn nhà này. Muốn tìm tiểu điệp, người tình cũ của mình. Chắc chắn như vậy rồi, phải rồi. Đi. Đáng sợ quá. Có phải hỏi anh trả tiền nhà đâu? Sao mà sợ đến vậy chứ? Điên rồi. Đi đi đi. Hai người làm gì vậy? Không chạy nổi nữa hả? Chân buồn ngủ sao? Tôi cũng không muốn vậy. Không được, chân tôi hết chạy nổi rồi. Đã bảo hai người buổi tối đừng có làm việc gì quá mà. Đi thôi. Không được rồi. Anh ta kia rồi. Ra rồi kìa, đi thôi. Đừng có đi, đừng mà. Đừng có đi. Có người làm sao vậy? Sao phải chạy chứ? Đi chờ đã. Tại sao anh không sợ ánh sáng? Tại sao phải sợ chứ? Anh là ma mà. Tôi tất nhiên không phải là ma rồi. Hai người họ mới giống ma. Còn bộ dạng họ kia. Nào hai người, đưa họ vào đi. Đứng dậy đi. Sao rồi? Đứng dậy. Mà đứng dậy đi, cố lên nào. Đã sao giờ mà vẫn chưa tỉnh được? Sao vậy? Anh ta cũng không tỉnh. Tỉnh lại đi nào. Tỉnh lại đi nè. Đi. Anh ta là ma. Anh ta là ma đó. Cái gì? Tôi không phải là ma. Anh ta nói là ma. Tại sao lại nói tôi là ma? Anh không là ma hả? Không phải, lúc đầu tôi cũng tưởng anh ta là ma. Nhưng lúc nãy thì anh ta ra sáng không sao hết. Vậy sao anh nói cho tấm gương? Không thấy bóng của anh ta. Giờ lại thấy kìa. Lúc nãy tôi không thấy thật mà. Là tranh mà. Dớ dẫn. Anh không phải là ma. Vậy sao lúc nãy đuổi theo bọn tôi? Phải đó. Tôi không phải là ma. Tôi định đưa tờ nhật báo cho mọi người. Nè, nhìn bị dính vào đầu. Xem đi. Chúng ta là ma. Vụ tai nạn xe tôi chứng kiến hôm đó, nạn nhân là mọi người. Mọi người vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Nghĩa là linh hồn của các người đã rời bỏ thân xác. Vậy đúng là ma rồi. Sao tôi lại làm ba được chứ? Không thể nào. Thật điên rồi. Tôi mà viết tiểu thuyết về chuyện này thì chắc chắn là không ai tin. Nhưng đây là sự thật. Với mọi người đi. Nè, bà làm gì vậy? Tới nước phải làm điều gì rồi đó. Chúng vẫn còn cơ hội sống mà. Chúng còn trong bệnh viện đó thôi. Nếu bà ngưng đồng hồ sinh tử thì chúng chết chắc rồi. Cũng tại ông thôi. Sao cứ để chúng đi lang thang? Nút thời gian đang cạn kiệt chứ. Bà cảm thông cho chúng một chút có được không? Tôi làm điều này để cho con bé hiểu. Vậy thì giúp con bé đi. Sao bà cứng đầu thế này? Giờ nó là ma chứ không phải là người. Bà lại đang nghiêm khắc quá rồi đấy. Tôi là vậy rồi. Ông không thích thì đừng nói chuyện với tôi nữa. Này, tỉnh dậy đi. Này, này, tỉnh dậy đi nào. Là chuyện gì vậy? Hình như họ chết rồi. Cô không sao chứ? Này, cẩn thận. Trong hai người còn ổn hơn bình thường nữa. Một cô vừa uống người Mira hả?
Tôi không hiểu sao nữa. Tôi cũng không biết. Tự nhiên thấy tràn đầy sinh lực. Nào hai người khỏe là tốt rồi. Tiểu Điệp và tôi đã đến Saracha. Đó là nơi cô ấy được chôn. Không những thế, chúng tôi còn phát hiện Thiếu Tư Dương Quả Kê đã giết Tiểu Điệp. Tôi đã nghi nghi họ rồi mà. Vậy sao anh không nói sớm hả? Tôi có ý này. Chúng ta tìm thám tử giúp đi. Hay đó, đi liền thôi. Nị khoan đã. Trong hai người có vẻ ổn, nhưng thực ra thì hai người vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện. Nghĩa là đã chết một nửa đó. Sao giúp gì được chứ? Không có đâu, chúng tôi phải giúp chứ. Tại sao? Vì chúng tôi đã chết một nửa rồi, nên phải cứu quả chứ. Sau khi chết chỉ có thể lên thiên đàng hoặc xuống quả ngục thôi. Thì sao nào? Nghĩa là chúng tôi đã gây nhiều tội lỗi. Lúc còn sống nên lỡ chúng tôi bị xuống quả ngục thì sao? Nhất định chúng tôi phải giúp Tiểu Điệp để có thể lên thiên đàng. Vậy cho tôi hỏi, hai người đã gây ra những tội lỗi gì hả? Tôi đã cắp tiền của mẹ, tôi ăn gian khi làm bài thi, tôi đã cắp đồ lót của anh trai. Còn tôi chưa từng trả tiền khi đi ăn. Tôi nhìn trời bố tôi làm tình với bồ nhí. Tôi đã sờ mông của mẹ kế, tôi ngủ với bạn trai của em gái. Tôi từng nhìn trộm em quấy tắm, cái đời biến thái. Còn đỡ hơn là cô nói dối tôi. Nào con Trinh, không phải anh cũng được tôi sao? Cả nhà làm gì nữa chứ, chúng ta giống nhau cả thôi. Đồ khốn. Cô mới là đồ khốn, cả nhà anh là khốn. Cả nhà cô đồ khốn đó. Vậy nên chúng tôi phải giúp Tiểu Điệp. Được rồi, chú ban phước cho anh chị. Đừng có chạy. Khoan đã, anh làm gì vậy? Hình như bọn họ có âm mưu gì với chúng ta rồi. Đi. Có hấp dẫn không hả? Hấp dẫn thật. Cút đi. Biết mùi chưa hả? Mày khốn nạn rồi. Đập đi, đập đi. Nhi, có sao không vậy? Vẫn còn sống. Tôi sắp chết rồi. Sao họ đánh tôi nặng tay quá vậy? Chúng tôi sắp bị điếc rồi. Bị ai đánh nữa chắc điếc toàn diện luôn. Sao tự nhiên đánh chúng ta chứ? Chắc phải muốn hãm hại rồi. Hãy mau tìm thám tử đi. Nè, sao dừng lại gì? Chuyện gì vậy? Đây là xe của thám tử. Chắc anh ta gần đây thôi. Ừ, thám tử. Đi đi. Lại đây. Lại đi. Có phải tên đó vừa đến chúng ta sao? Phải rồi nó đó. Bám theo đi. Cảm ơn quả cây huynh. Ông nhân chuyện là quả cây sao? Anh ta là người đã giết em sao? Dù án của em vẫn chưa tìm ra chân tướng, nhưng không ai định điều tra. Vì thứ phạm giết em là một thám tử. Ông Giang Kiện.
Tiểu Điệp, bình tĩnh lại. Tiểu Điệp à, có sao không? Không sao. Đừng giận. Vậy ra đó là lý do ta thám tử ngăn chúng ta điều tra. Hắn là quả kê mà. Thám tử chính là quả kê. Vậy ai là Tiểu Trương? Chúng tôi biết ai là Tiểu Trương rồi. Chúng tôi không có bằng chứng họ là sát thủ. Vậy làm gì đi? Hả? Ông Văn Kiện à? Sao ông Văn Kiện lại gọi anh chứ? Chào anh, sao? Được rồi. Được. Tạm biệt. Chuyện gì? Ông Văn Kiện gọi anh làm gì? Hay là hắn biết danh tính của hắn đã bại lộ rồi? Hắn nói đã tìm ra quả kê, giờ gọi chúng ta đến Zaracha để xác nhận. Hắn là quả kê mà, sao lại có quả kê khác nữa? Không phải rõ ràng quá sao? Hắn đã tìm được một người thay thế để buộc tội. Giờ sao đi? Chúng ta làm gì cũng thất bại thôi. Tôi nghĩ có một người có thể giúp chúng ta. Có phải anh đang nói tới ta thám tử Tư dự trí diễn chứ? Ta đã lạ lắm. Vậy mới là thám tử bậc thầy. Không phải bậc thầy đâu, là thám tử điên thì có. Là bậc thầy hay điên thì anh ta cũng là cơ hội cuối cùng chúng ta phải liều thôi. Cho em theo chứ? Không được. Sao không chứ? Em phải tự tay bắt tên ông Văn Kiện đó. Vậy đừng, anh không thể nào đưa em theo. Anh nghĩ em sẽ điên lên vì giết hắn sao? Anh im lặng là đồng ý. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Khi nào quay lại chúng ta nói chuyện này sao? Anh đã cho bậc thầy thám tử chưa? Anh ta nói cứ tới đi. Khi nào tới anh ta sẽ gọi. Sao anh Văn Kiện lại hiện chúng ta tới đây chứ? Ở đây có ma còn không có. Này, bị cho thấy ma nữa chứ. Anh làm tôi sợ đó. Này, cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Đây là đâu chứ? Bình tĩnh. Em gì đâu vậy? Em chỉ ở đây thôi mà. Nói dối. Chúng tôi thấy cô ở Zaracha. Phải, chúng tôi thấy cô giết ông Văn Kiện. Hắn chết rồi sao? Tốt quá. Tên khốn, hắn phải chết 10 lần mới đáng. Là em đứng sau mọi chuyện đúng không? Em đã gọi điện và đưa mọi người tới Zaracha. Em có lợi dụng anh, Lựa Dương và Tiểu Trưng để em có thể giết họ. Có đúng không? Chỗ đó còn quan trọng sao? Giờ anh ta chết rồi, em hài lòng chưa? Cô có giết người không? Cô nói đi. Tôi nói rồi mà, anh ta bảo tôi ở đây. Làm sao tôi giết người được chứ? Em tưởng anh sẽ tin em sao? Anh không tin em hả? Phải đó. Được rồi, để em nói cho anh biết. Nếu có thể em sẽ giết tất cả bọn chúng. Cậu thu dọn đồ rồi sao? Ở đây còn nhiều nơi để tham quan lắm.
Không cần ạ, giờ cháu cũng chẳng muốn đi đâu. Vậy giờ cậu không tin ta hay là không tin Tiểu Điệp? Ta làm cháu giật mình sao? Không ạ. Sao biết về Tiểu Điệp gì? Tôi là chủ nhà thì phải biết mọi chuyện chứ. Nói nghe đi, dù Tiểu Điệp là ma, cậu có nghĩ là có con ma xinh đẹp hơn người không? Cháu không biết. Hãy hỏi bản thân cậu đi. Cháu không biết. Thật ra thì ma có đáng sợ thì con người còn đáng sợ hơn nữa. Biết sao không nào? Rất khó để đặt niềm tin vào con người. Nó chỉ là ma. Nếu cậu muốn đi, ta cũng không cản. Nhưng đừng vì chuyện này mà đánh mất lòng tin. Đừng vì một sự cố mà không tin ai nữa. Ta khuyên đi. Những điều cậu nhìn thấy có thể không như cậu nghĩ đâu. Ta khuyên đi. Sao anh không tin tôi? Tôi đã nói là không làm gì anh ta. Anh không tin em sao? Phải đó. Khi nhìn tấm ảnh này, có thể anh sẽ... Tôi nhận được giải thưởng từ khi 17 tuổi. Một người nước ngoài đã tặng tôi. Thắp tư tư dự thuyết diễn nghe. Tiểu Trương. Bao công. Bao công. Anh đã ở đâu vậy? Lâu quá không gặp. Sao không lại nói chuyện với tôi chứ? Phải lâu rồi chúng ta không gặp. Bao công. Thật là bất ngờ. Bị đế à? Anh ơi, sao? Có chuyện gì thế? Chuyện gì? Diễn viên chính là Tiểu Trương. Hả?
Tình thân tử bậc thiện đó sao? Phải. Không chỉ có thế, tôi nghĩ cả Dương và Quả Kê đều do chính Tiểu Trương hãm hại. Vậy chúng ta trách nhầm Tiểu Điệp sao? Tôi vừa nhìn thấy hắn giết Bao Công. Sao? Sao còn nói sớm hơn vậy? Có chuyện gì vậy? Có một sát nhân đang tiến đến gần đây. Người chết chóc ở đây nặng quá. Tôi nghe nói ở đây có ba hãm hại người. Cô ta đã giết hai mạng người rồi. Từ khi chủ ngôi nhà này chết đi vì tai nạn thảm khốc, nơi này đã trở thành nhà của lũ ma quái. Để tôi ra tay dọn dẹp chúng, giữ yên bình cho mọi người. Vì cái chuyện anh muốn gì? Sư thầy, để tôi lo chuyện này. Tôi sẽ thông báo với họ. Được, còn tôi sẽ lo bọn kia. Có phải chính anh đã giết Dương và Quảng Kê không? Sao anh không chịu tha cho Tiểu Điệp chứ? Không, không chỉ có Tiểu Điệp đâu, cả các người tôi cũng không tha. Hắn có súng kìa. Muốn chạy thoát hả? Chết tiệt, lá số thầy này quy lực quá. Tôi không đánh bại được. Vì bà này hãy bỏ trốn tôi đi. Tôi đi rồi, lỡ mới về thì làm sao tìm được nhau chứ? Yêu Nghiệp, ngươi đã làm hại nhiều người rồi. Hôm nay ta sẽ không trách ngươi đâu. Đời sư thối, ngươi còn không phân biệt được mà tốt mà xấu, chính ngươi mới là kẻ hãm hại người khác. Tờ sư thúi, bà sẽ cho người biết lúc còn trẻ bà mạnh như thế nào. Bà chấp nhận thách thức của người. Tại sao các người lại đâm đầu cho nó chết chứ? Tỳ dục mộng chóng chân. Chờ đã, kêu đã. Tôi là người khuyết tật. Tôi bị khuyết tật, tôi bị căng. Bị căng, đúng đó. Chúng tôi bị viết một nửa. Chúng tôi không liên quan đến chuyện này đâu. Phải đi, chúng ta đi thôi, mau đi nào. Xuống, xuống. Chúng ta chết chắc rồi. Nếu các người không tìm ra để điều tra kẻ giết Tiểu Điệp thì ta sẽ không giết người nữa. 30 năm, mọi thứ nên kết thúc sau 30 năm chứ. Bọn ta không có cơ hội làm người tốt sao? Ta đã giết cả Dương lẫn Quảng Kê. Ta biết Tiểu Điệp là ma và đã quay lại. Ta đã lợi dụng đó để lừa bọn chúng nhận giết. Không còn ai biết bí mật của tao nữa. Vậy nên chúng mày phải chết hết đi. Đừng. Con người đang gặp nguy hiểm, hãy cứu cậu ta đi. Ở đây tôi lo được mà. Tôi đi rồi bà sẽ ra sao chứ? Đi mau đi. Không có chỗ nào để trốn đâu. Vào ra đây nào, hiến mạng đi. Nếu không như mày sẽ phải chết đau đớn hơn. Tôi từng xem một bộ phim. Khẩu súng chỉ có 16 viên đạn. Hắn đã bắn 14 phát rồi, chỉ còn lại 2 phát thôi. Anh định liều mạng với 2 viên đạn đó sao? Là anh đến nhầm thì chúng ta chết vô ích đó. Không nhầm đâu.
và cứu hai người kia thôi. Bọn tao đi nè. Mỹ đi. Chạy đi đâu? Tao không để chúng mày chết dễ dàng vậy đâu. An Hương à, An không sao chứ? An Hương, viên đạn này dành cho mày. Việc chi diễn? Việc chi diễn? Để xe đường để mày trốn ở đâu? Tôi biết cô sẽ đến tìm tôi. Cô tưởng tôi không chuẩn bị trước sao? Người ta cho mày đoàn tụi dưới đó. Đừng, tiểu điệp, đừng mà. Nếu anh thả cho anh ấy, tôi hứa sẽ rời khỏi thế giới này ngay lập tức và quên hết mọi chuyện. Được. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp. Lâm Anh, chúng ta có thể sẽ gặp lại ở kiếp sau. Tiểu Điệp. 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 Sao lại thế chứ? Cô ấy đồng ý rồi bỏ thế giới. Tiểu Điệp không muốn rời bỏ nơi này là vì muốn trả thù. Vậy là anh từ bỏ mọi chuyện vì con người. Anh nghĩ quỷ là ma xấu sao? Hơn nữa, dù anh có sức mạnh to lớn như nào, anh cũng không nhìn xuyên thấu được trái tim con người. Con có sợ không? Nếu muốn từ bỏ mọi thứ thì hãy theo ta. Hai người bị cột bằng dây đỏ, nghĩa là sẽ không thể trở về thế giới này. Hai người sẽ gặp Tiểu Điệp sớm thôi. Đừng cố, không phải là hằng ngươi hứa sẽ thả bọn tao sao? Đừng gây thư. Đi. Tôi đã sợ con ma không chịu rời bỏ thế giới. Giờ cho mọi người biết chuyện gì xảy ra với cô ta. Nhưng giờ cô ta đi rồi. Sau khi các người chết, sẽ không còn ai biết bí mật của ta. Cuộc sống là thế, không có sự lựa chọn. Dù muốn làm người tốt thì cũng không có cơ hội. Hãy bỏ nhiều ký xuống và đầu hàng đi.
Đồ độc ác, Dương Thịnh Băng, ta cũng sẽ dễ tiêu mây. Nếu tôi giết Dương và Bảo Kiên, ta đã cột bọn chúng một sợi dây đỏ như thế. Nghĩa là không ai trong các ngươi có thể về tìm ta. Cảm giác rất nóng nhưng sẽ kết thúc sớm thôi. Nè, cứu tôi với, cứu tôi với. Dương Thịnh sao đi, cứu tôi với. Hoàng, cứu tôi với. Cứu tôi với. Phật tổ, nào, của chúng tôi đi. Nhìn kia, nhìn kia. Chuyện này là thật sao? Phật tổ đã cứu chúng ta rồi. Cảnh sát đã tiết lộ một số bức hình về tên tội phạm bỏ trốn Diệp Chi Diễn. Anh ta cao 1m8, thân hình cân đối. Để biết anh ta liên quan đến cái chết của hai người ở Sriracha, một người gốc Trung và một người là thám tử ông Văn Kiện. Cuối cùng Tiểu Điệp đã rời bỏ thế giới. Ai người sẽ lo liệu những chuyện còn lại. Chuyến đi của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi không thể tin cả Hiểu Quan và Tiểu Điệp để vì tôi mà chết. Vì thế tôi nhận ra rằng niềm tin là điều quan trọng đối với cả người lẫn ma. Cuối cùng cũng được làm chính mình. Chú ơi, chú muốn giúp cháu ủng hộ quỹ từ thiện cho chú. Có người chết rồi. Bình qua rơi từ trên xuống. Ông chết chưa vậy? Sao tôi chết rồi bỏ bà lại được? Vẫn còn đau hả? Còn một chút thôi. Không sao đâu. Tôi thấy như là như vậy cũng tốt rồi. Tôi lo liệu thế giới con người, còn bà lo thế giới ma quái. Giờ thì người và ma có thể sống hòa bình với nhau. Nhìn kia,